biết là kiếm ăn được gì không đây. Thế mình đang ăn cơm thì hai con này lại vào đây này các bạn này. Đâu đâu, hôm nay không kiếm ăn được gì hay sao mà lại mò vào đây đây. Này 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 này, đây bịp 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 bịp. Bịp bịp bịp, này cho ăn miếng thịt này. Bịp bịp này đây. Ăn đi. Ăn đi. Không biết đâu ăn không các bạn nhé. Để thịt luộc. Đây, mình ăn cơm thì thế hai con bịp bịp này nó lại mò vào đây. Mình nghĩ là nó đói. Mình nghĩ là nó đói sao mà nó lại mò vào đây nhỉ? Ô, không ăn à? Ô, không phải là nó đói đâu các bạn nhé. Mày vào đây làm gì? Vào đây làm gì? Thế tao ăn cơm mày vào đây làm gì? Hả? Bịp bịp này. Thế tao ăn cơm mày vào đây làm gì? Đây, ăn thịt đây này, ăn thịt luộc không này. Đấy. Cho miếng, con kia ăn không? Bịp 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 bịp. Đấy, nó ngậm đúng rồi nó ăn. Ăn đi, hay là hôm nay là thả ra vườn là không kiếm ăn được cái gì rồi. Đói quá rồi phải không? Đói quá vào đây xin ăn phải không? Miếng to có phải không? À, khả năng nó ăn đấy. Ấy, ấy, ôi, 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 nuốt rồi. Nuốt luôn miếng thịt to rồi, chắc là đói rồi các bạn ạ. Đói phải không? Này, đói rồi thì cho thêm một miếng nữa nhá. Bọn này là... Này, đây. Này, cho thêm miếng nữa này. Ăn đi. Ăn đi. Sáng nay dậy mình cũng cho ăn mấy miếng thịt rồi các bạn nhé. Không phải là mình không chăn nó đâu. Chắc là buổi trưa này nó... Đến giờ ăn rồi nhưng mà nó vào đây này. Thế mình đã ăn cơm nó vào đây này. Đây, cho con này một miếng này. Đây, cho mày miếng đây, để đây. Đấy. Ăn đi. Ăn đi. À, con kia không ăn được kìa. Ăn một miếng xong nó không ăn rồi. Ăn đi. Nó chắc không phải đói lắm đâu. Nhưng mà thấy mình ăn cơm kiểu gì nó vào đây đâu. Đi, mấy con này mình nuôi từ nhỏ các bạn nhé. Ôi giời, lùm miếng thịt xuống dưới rồi. Ăn đi, này. Đó thì ăn đi. Vì mình nuôi bọn này từ nhỏ rồi cho nên là nó đi rất là theo mình các bạn nhé. Nên là chắc không phải đói đâu. Thấy mình ở đây là nó phi lên đây thôi. Mình vẫn cho nó ăn một hai miếng thịt. Mình nuôi nó từ nhỏ đó các bạn, nuôi từ nhỏ cho nên là bọn này rất là thuần mình. Mình đi đâu đi theo đó. Hai con bịp bịp mình nuôi được khoảng 4 tháng rồi các bạn nhé. Nó chưa già đâu, nó lại xuống rồi. Hàng ngày mình cứ thả thôi, đến tối mình mới bắt vào. Nó quanh quẩn ở xung quanh nhà mình các bạn nhé. Đấy, khoan để đi chơi đi, xuống đi. Chưa rồi các bạn ạ, mình phải nhốt con này chim vào thôi. Thì mình cũng đi nghỉ ngơi, mình sợ nó ra đường ấy. Ra đường là người ta bắt mất đi. Vào đây. Vào đây thôi, xong chiều lại thả tiếp nhá. Đấy. Buổi trưa mình hay nghỉ trưa ấy, mình mà thả nó ra sợ nó ra đường chơi ấy. Vì nó thuần rồi, người ta có thể là sờ bắt thoải mái thì nó mất. Sợ mất, mình phải nhốt vào. Chiều mình ở nhà mình được dối thì mình mới thả nó ra để cho nó chơi thôi các bạn nhé.